Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Crazy Craft. Và ở tập trước á thì mình đã có một trận đại chiến với cái con rồng The King ở bên này nè. Nhưng mà mình đánh không có lại á. Thế nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ chuẩn bị đàng hoàng hơn và thử đánh lại thêm một lần nữa coi có đủ sức để tiêu diệt con rồng The King đó không nhá. Và hiện tại á thì cái Thunder Step của mình nó cũng đang bị hỏng á các bạn ơi. Giờ mình đang thử xuống đây nè, coi có enchant được không nhá. Ôi cái này không enchant được rồi. Mình định enchant để có gì mình còn sửa lại và dùng tiếp á. Nhưng mà thôi đi, nếu không sửa được thì mình sẽ lấy một cây khác và mang đi sử dụng trong những chuyến khám phá cũng được. Và khi mình đứng ở nhà dọn dẹp đồ thì vô tình phát hiện cái quả trứng rồng này còn có một công thức chế tạo một cái ba lô rồng cơ. Bây giờ mình sẽ thử chế tạo một cái ba lô rồng xem coi nó có gì khác biệt so với cái ba lô thông thường không nhá. Rồi giờ thì mình sẽ cho vô đây nè, xem công thức của ba lô rồng coi. Trứng rồng ở trên, hắc diệm thạch ở dưới đúng không? Trên hắc diệm thạch ở dưới nè, hình như ngọc ender hai bên, đá ở dưới và cuối cùng là một cái ba lô khám phá. Để ngược rồi, vậy mới đúng nè. Đó, mình đã được một cái ba lô rộng rồi. Ui, hình như khi mà mình mang vào nó có một cái âm thanh đặc biệt gì đó thì phải, đúng không? Ba lô rộng có cho cái khả năng đặc biệt gì không ta? Nó cũng bình thường à. Nhưng mà được cái là nó có công thức chế tạo từ trứng rồng hay sao ấy. Mình thấy nó cũng không cho cái hiệu ứng gì đặc biệt hết trơn á. Thôi kệ đi, tạm thời thì mình sẽ mang theo tạm cũng được. Và mình sẽ sử dụng tiếp cái ba lô dời này nhá, để cho có hiệu ứng khám phá. Bên cạnh đó thì mình có đủ những cái titanium cũng như là uranium ingot rồi. Thế nên mình sẽ làm thử một cây rìu ultimate. Và mình sẽ kết hợp với một ít cái rest. Ủa sao không được nữa rồi? Để coi nào. S nè, cái rìu ultimate nè. Ủa phải đặt đúng công thức ở bên đây mới chịu à. Chưa, để mình đặt lại coi có chịu không nhá. Ui, phải đặt ở phía bên tay trái để nó mới chịu nhá. Và giờ thì mình sẽ để một ít redstone nó xung quanh để nâng cấp nó lên cái máy cưa nhá. Coi cái máy cưa này thì nó có. Ui, nó dài chứ kìa. Ui, các bạn nghe tiếng máy cưa không? Ui. Có tiếng luôn. Quá dữ, cưa thử coi. Wow, vừa gãy gỗ nè và vừa rơi ra cả cái lá cây luôn. Đúng là máy cưa xịn có khác. hay nha. Và cái máy cưa này á tới 60 sức tấn công lận các bạn ơi, khá là ổn á nha. Ui, được thực sự. Và nó còn rơi ra cả những cái bụi cây nữa nè. Thôi mình chỉ test thôi. Và giờ mình sẽ cất vô trong lại. Bên cạnh đó thì mình có nhặt được những cái cây kinh nghiệm mà lâu rồi mình chưa có trồng á. Thế nên hôm nay mình sẽ trồng ở chỗ nào ta? Trồng ở dưới thì mình sợ mấy con mối nó ăn mất á. Thế nên trồng ngay đây đi cho an toàn. Rồi, và để cho cây mau lớn thì mình sẽ lấy một ít cái bột xương ra. Coi xương mình có mang về không nhờ. À đây có bột xương luôn nè. Đợi ra được 6 cái. Để bây giờ mình thử coi với 6 cái này thì cây có lớn không. Trước khi tiếp tục video thì mình muốn giới thiệu với các bạn một ứng dụng rất là hữu ích trên điện thoại di động, đó chính là ứng dụng iClean. Đây là một ứng dụng cho phép chúng ta tăng tốc bộ nhớ và giúp điện thoại sử dụng được mượt mà hơn. Sau khi tăng tốc bộ nhớ thì chúng ta còn có thể thực hiện việc dọn dẹp rác để có thêm dung lượng bộ nhớ và chứa thêm được nhiều trò chơi cũng như là ứng dụng hữu ích khác nhé. Và đặc biệt hơn còn có chức năng diệt virus để tránh những mối đe dọa từ bên ngoài. Không thể thiếu đó chính là chức năng hạ nhiệt độ. Vì sử dụng sau một thời gian thì điện thoại sẽ rất là nóng và gây ra hiện tượng giật lag đó. Và những ai thích chơi game á, thì không thể bỏ qua chức năng tăng tốc khi chơi game. Các bạn chỉ cần thêm game và game sẽ được tối ưu bằng iClean nha. Và để tải ứng dụng về sử dụng thì các bạn có thể truy cập vào Zplay và nhập vào từ khóa iClean. Link mình có đặt dưới phần mô tả cũng như là phần ghim của bình luận. Các bạn nhớ tải về để sử dụng nha. Còn giờ thì tiếp tục vào video thôi. Cực kỳ tiện lợi luôn. Đây mình sẽ lấy ra 3 viên nè, đặt ngang và dọc là những cái que, lấy ra một phát. Nó được cái mềm mại nè, là mình có thể lấy được cái rương Ender rồi.
Và mình sẽ cho cái set đồ này vào. Và công dụng của cái ring render thì một xíu mình cho các bạn xem sao. Cất luôn mấy cây cúp này nè. Mình coi coi còn cây Thunder Step nào không. Thunder Step. Ủa mình ở đây nè, mình còn một ít cây gậy sấm sét nào mà nó cũng bị hỏng một mớ rồi. Ủa hỏng cái nào còn nguyên hả ta? Ồ tiếc gì trời. Ở kệ, xài tạm cái này cũng được đi. Và lô rồng cũng cất vô nè, máy cưa cũng vậy. Ồ chưa, trước khi cất máy cưa vô á thì mình sẽ test thử coi coi với một cái máy cưa như vậy thì mình có thể enchant được không nhá. Nếu mà enchant được thì quá tuyệt vời luôn. Sắc bén 5. Wow, lên 66,2, 25 sức tấn công. Mình sẽ ép không bị phá vỡ để xài lâu hơn. Một ít cái không có hiệu suất hả? Chết rồi, cái này là một cái vũ khí rồi các bạn ơi. Lửa nè, ok, máy cưa lửa nha. Và một ít cái hút máu nữa. Rồi, với một cái máy cưa như vậy thì mình có thể sử dụng giống như một cái vũ khí chiến đấu luôn. Ui, tôi cực. Đây mình cưa bé bò ra 2 nè. Bạc. Bạc. À, chính thật chưa? Ủa mình có enchant khía cạnh của lửa đó mà. Ôi, cái dòng khía cạnh của lửa dởm rồi. Mình cưa bé bò không có chín thịt luôn á. Thôi, không chín thì thôi, mình không thèm ăn thịt đó luôn. Và giờ mình sẽ cất cái cưa này nè vô trong cái rương Ender. Gỗ thì mình sẽ để trong ba lô của mình đi. Một xíu thì mình cũng lấy ra hả. Coi coi mình còn mang thứ gì nữa không ta. Quên mất. Cô bạn gái, đúng rồi. Công ty thiếu đó chính là cô bạn gái. Vì mình để cô bạn gái trên này lâu lắm rồi đó. Ôi chưa, con nghe tiếng con zombie. Ủa zombie đâu ta? Chỗ mình sáng lắm mà. Làm gì có trong zombie trong nhà mình. Hả, sáng trưng mà. Ủa gì zombie ở đâu nhờ. Rồi tạm thời thì lấy viên kim cương để cho cô bạn gái đừng có ở nhà nữa. Và ở đây thì mình có những cái quả trứng triệu hồi ra princess nè. Và đây chính là cái con rồng The King phiên bản thu nhỏ các bạn ơi. Nhưng mà khi mình triệu hồi ra thì mình sợ đi theo mình thì nó lại phiền lắm á. Thế nên thì mình sẽ để cái quả trứng tạm thời trên đó nhá. Và dắt cô bạn gái xuống phía dưới nào. Xuống đây. Cô bạn gái dịch chuyển xuống rồi nè. Tạm thời cho cô bạn gái đứng ngay vị trí này đi. Rồi đứng tạm đây một xíu nha. Để coi coi mình cần phải mang thêm ít đồ nữa. Một ít táo vàng nè. Thức ăn thì mình cũng gần hết rồi. Coi coi trong đây mình còn đồ ăn không. Rồi mình sẽ mang theo nốt luôn đi. Để đi khám phá mà không có thức ăn á thì mệt mỏi lắm luôn á. Ơ mình hết thức ăn hả ta. Ủa vô lý giờ. Ơ mà quên mất. Mình có nhặt được mấy cái Sprite game nè. Để bây giờ mình sẽ thử chế tạo một cái quả trứng từ cái loại khoáng sản này coi. Không biết đây có gà không ta. Không gà, mình không thấy gà xung quanh đây luôn á. Không biết có con nào ăn thịt gà không nữa mà không thấy con gà nữa hết trơn á. Rồi coi hướng này có gà không. Ui mấy anh ăn cướp. Hello mấy anh ăn cướp nha. Hello. Ăn với trà cướp nè. Rồi tiếp tục đi tìm gà thôi. Mình chỉ cần duy nhất một quả trứng gà thôi à. Là mình có thể chế tạo được cái quả trứng triệu hồi cái con Sprite rồi. Mà chưa biết cái con đó là con gì nữa. Để coi coi đây có gà không cái đã. Ủa ở đây có lông gà. Gì gà đâu. Ui ui trời ơi. Con Caterpillar Killer bự khổng lồ. Caterpillar Killer nó đang ăn con gì á. Hình như ăn gà đúng không. Ngươi ăn con gà hồi nãy đúng không? Coi coi. Không có thịt gà trong người. Ủa gì ai? Ai ăn bé gà hồi nãy ta? Ồ kỳ lạ thiệt. Và đây là cái vùng gần biển rồi. Mình lượn vài vòng rồi nhưng mà không có thấy bé gà nào hết trơn á. Ủa chẳng lẽ đây không có gà thiệt hả? Giỡn mặt à. Trời ơi. Bên đây coi. Hướng này lúc trước mình cũng từng đi rồi nè. Mình thấy cực kỳ quen luôn. Đằng kia là cái chỗ tổ ong á. Mà mình dùng cái Thunder Step mình sẽ quậy banh chành rồi. Giờ còn một ít cái tàn dư thôi à. Kỳ lạ thiệt. Chẳng lẽ mình đi. À đây gà. Có gà rồi. Và nhanh đẻ trứng đi. Bây giờ thì mình sẽ đứng ở đây để chờ đợi mấy bé gà này đẻ ra một quả trứng để mình mang về và chế tạo nha các bạn. Đợi nãy giờ thì cuối cùng bé gà cũng đã đẻ trứng. Ui. Giảm quân Superman. Ý. Giảm
dám quên Superman đàn ha. Đang lụm trứng gà hả? Đây đây đây, quà trứng đây. Trời ơi, đẻ lâu ghê luôn á. Rồi giờ mình sẽ vứt những thứ không cần thiết đi và chuẩn bị trở về nhà và chế tạo thôi các bạn ơi. À, nhà mình đâu rồi? Đây, nhà mình ngay vị trí này. Trở về một cái nè. Sau đó thì mình sẽ mở ba lô lên và đặt theo công thức là những cái gem ở xung quanh và một quả trứng ở giữa. Nó vậy là mình đã được một cái surprise S rồi. Và giờ ui. Ôi quả trứng này bự cực. Ê, dám đùa. Dám đùa lấy quả trứng của lộn luôn. Rồi giờ mình sẽ ui. Ủa cái gì á? Cái gì á? Ta-da. Cha mom. Ui gà đã vậy. Gà có tên luôn nè. Ủa vậy thôi hả? Gà này có công năng đặc dị gì không? Có biết ăn thịt không? Không, gà này không biết ăn thịt rồi. Ủa chỉ có vậy thôi hả? Trời ơi. Ui, con nhỏ nhỏ này làm giật mình. Rồi giờ mình sẽ ngủ một giấc nha. Rồi sáng thức dậy chúng ta sẽ tiếp tục để chuẩn bị cho chuyến khám phá sắp tới thôi. Ui, còn biết nhảy nhảy lên giường chơi nữa kìa. Ui, có vẻ gà này khá là thông minh đây. Đúng là gà được triệu hồi từ quả trứng mình chế tạo có khác. Thôi đừng đừng có đi theo nha trời. Đi khám phá xa lắm đó. Ở nhà đi, ở nhà đi. Rồi, và trước khi đi á thì mình cần phải cởi hết bộ giáp mình đang mặc ra nè. Cất vô trong này. Đó, cất hết vô luôn. Kể cả cái ba lô mà mình đang đeo trong người nhá. Cất vô trong nè. Coi còn thức ăn không á, mình sẽ mang theo một mớ nữa chứ giờ mà không có thức ăn đi khám phá ngồi thế nào cũng chết đói cho coi á. Ở đây mình có cá nè. Rồi ok, tạm thời thì mang những thứ này. Sau đó mình sẽ lấy cây cúp này nè. Đập ra một cái. Ơ, hay là mình lấy ra một cái rương Ender nữa ta. Mình nhớ mình còn rương Ender thì phải. Đây mình có rương Ender rất là nhiều ở đây nè. Đặt cái rương Ender này xuống. Đó, mình sẽ đập cái rương Ender này ra và đưa cho cô bạn gái cầm á. Rồi cầm đi cô bạn gái ơi. Và mình sẽ cất cây cúp này vô trong. Đó, để có cái mà mình còn lấy lại cái rương Ender các bạn ơi. Và giờ thì dẫn cô bạn gái đi qua đây gặp mấy cái con mối. Con mà lúc trước ăn nguyên cái nhà mình nè, giờ còn đất xung quanh không á. Tại vì mình khi vào thế giới mối á sẽ dẫn tới một nơi rất là đặc biệt. Đây con termite nè. Đi thôi. Hy vọng cô bạn gái sẽ dịch chuyển theo. Đó, cô bạn gái đi theo rồi nè. Yay. Và đây chính là thế giới của những con mối. Quỳ đằng kia con cá gì kìa. Và đặc biệt hơn, đây là thế giới toàn là những thứ trong suốt thôi. Mình có thể thấy ở tít dưới lòng đất kìa các bạn ơi. Những khối bedrock kìa. Wow, căng thẳng thiệt. Cô bạn gái đưa cho mình cái rương này để mình đặt xuống nè. Và giờ mình có thể lấy ra bộ giáp Superman để thuận lợi cho việc đi khám phá hơn. Những cái miếng thịt cũng như là cá để mình ăn dằn bụng. Một cây cúp để có gì mình lấy đồ nè. Một thanh kiếm hoàng gia đi. Đó, để mình chiến đấu. Và thêm một cây cúp ultimate để lấy đồ cần thiết. Cây cưa luôn. Rồi, đó là toàn bộ những thứ mà mình nghĩ là cần thiết. Và bây giờ mình sẽ lấy lại cái rương, cũng như là dắt cô bạn gái đi khám phá một vòng ở thế giới này nhá. Đây chính là cái cây ở thế giới này nha các bạn. Đây, để mình thử đó. Cưa một phát gãy luôn. Cái này nó khá là mềm á. Để bây giờ mình sẽ thử đào coi. Đó. Mình đào xuống dưới được nè. Nhưng mà không biết cô bạn gái trển có ổn không nữa. Đầu tiên thì mình muốn nhảy xuống dưới lòng đất trước. Tại vì dưới lòng đất các bạn có thấy những cái rương không? Rất là hấp dẫn luôn. Không biết trong đó có cái gì nữa. Nhưng mà tạm thời thì cứ đi xuống dưới để khám phá trước đi. Rồi, sắp tới rồi. Và đằng kia có cái spawner của cái con beast á các bạn ơi. Ý, ở đây có bedrock hả? Ôi chết rồi, có bedrock rồi. Ui, cô bạn gái đi theo nè. Cho cô bạn gái cầm cây cưa luôn. Ui, bình tĩnh. Cô bạn gái cầm cây cưa nhìn đáng sợ quá à. Đừng có cưa nhầm lọc nha. Trời ơi, cưa nhầm lọc chết lọc luôn á. Rồi, giờ thì tìm đường đi xuống dưới nào. Ui, không có đường xuống dưới hả? Ủa, kỳ ta. Ủa, nhìn trong suốt mà ai dễ đây có bedrock che lại rồi. Lừa thiệt luôn á. Nhưng mà mình tính chắc thế nào cũng phải có một cái đường để đi xuống phía dưới chứ. Đúng không? Ủa, không có đường thiệt luôn hả? À, đằng kia có kìa. Đó, có cái lỗ kìa. Cô lên. Hy vọng đó là lỗ để mình có thể đi xuống phía dưới. Ui, chết mình rồi.
Ôi, họ kế bên mà không cho xuống khó chịu ghê luôn á. Ui, đào tới đâu xuất hiện bánh đốc tới đó. Cô lên không được từ bỏ, đã đi tới thế giới này thì quyết tâm phải khám phá bằng được cái khu vực này. Ủa nhưng mà cái ba lô đây đây, lấy ba lô dời các bạn ơi, để mình nhìn trong bóng tối á, với lại để cho các bạn dễ dàng quan sát hơn nữa. Rồi giờ thì đã có hiệu ứng nhìn trong bóng tối, chúng ta có thể nhìn xuyên màn đêm và đi khám phá dễ dàng hơn. Coi nào coi nào, coi coi ba lô thì vẫn còn đồ, hên hên. Nè, dây có đường xuống dưới rồi, và giờ mình sẽ cùng con bạn gái xuống dưới tỉ thí với mấy con quái vật này. Đây là mấy con, ui nó rơi ra táo pha lê, có thức ăn mới, có thức ăn mới rồi. Ấy, quýnh lén quýnh lén quýnh lén, cô bạn gái đâu rồi, xuống đây quýnh tiếp lộc với. À đây 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 đây, cô bạn gái trước chiêu đúng rồi. Ui, cô bạn gái cầm mấy cưa xịn quá. Ôi ôi, hay là mình thử cho cô bạn gái cầm cái cây kiếm bích bơ tha xem như thế nào. Đây 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 đây, đây kiếm bích bơ tha nè, trang bị. Wow, xịn thiệt sự luôn. Ý, ôi chết rồi, ôi chết rồi, mình vừa là phạm một cái sai lầm là dùng dùng cái cúp ute may đào rồi, chết mình mất, mình quên các bạn ơi. Ủa cái này cái gì vậy? Cô bạn gái đừng xuống dưới nha, còn chưa chưa để Lộc khám phá coi. Ủa dưới này vẫn còn nè. Ủa dưới lòng đất này có cái gì không ta? Ủa nhưng mà nhìn ghê vậy, mình sợ dưới là devoid á, mình thì bay lên được mà cô bạn gái mình sợ di chuyển không kịp thì tội lắm, nên thôi. Cái gì không biết được, có nên khám phá kỹ quá đi không, mò lọt dưới là toàn á. Rồi công việc của mình là đi ngang đó, anh cho cô bạn gái mình xử đẹp hết. Trong rương này chuẩn bị có cái gì nào, nhưng mà trước khi mở rương mình sẽ ăn một trái táo pha lê nhá. Wow, hình như ăn táo này cho sức mạnh thì phải, mình có thêm một cái hiệu ứng sức mạnh nữa kìa, và được một cây cuốc bằng pha lê. Bên đây lại có rương, chị chưa coi coi cây. Ủa sao trong đây toàn là cuốc không vậy, đừng cho cuốc mà. Một cây cúp pha lê nè, không biết cây cúp pha lê này có thực sự tốt không nữa, nhưng mà một xíu thì lên trên mình sẽ test thử. Đây có một cái spawner của con gì đây, con chuột, trời ơi mình không thích chuột. Nên mình sẽ đọc cái spawner ở đây á, nó có mấy cái ô kính giống như vậy nè, nó mình có thể ngó lên trên, và phía trên đầu mình có mấy cái con sinh vật kiểu như là con cua khổng lồ cũng như là một con cá gì đó mình chưa biết tên, và những cái cây trên kia nữa. Rất là hết luôn nha, cái này giống như một cái thủy cung ở dưới lòng đất vậy á. Ui, hướng này vẫn còn chuột. Đúng rồi, cô bạn gái mình có vẻ cũng không hết chuột hay sao á. Đi ngang làm gỏi hết mấy con chuột luôn. Hướng này thì có một cái quinoa, cái này dùng để ăn được không? Mình không biết cái này có ăn được không nữa, nhưng mà một xíu khi mà đói mình sẽ ăn được nè. Nhưng mà không có cho hiệu ứng á mọi người. Chỉ ăn được thôi à, chứ không có cho hiệu ứng. Có gạo nữa nè. Wow, ở đây có gạo nữa ta. Đập nó bạn gái ơi. Đúng rồi, hay lắm hay lắm. Phải chi mình cho thanh kiếm này cho cô bạn gái sớm thấy hay nha. Và gạo trong đây có làm được gì không? Ủa gạo trong đây chỉ nấu chơi chơi vậy thôi hả? Đập đập bạn gái đâu rồi? Đúng rồi, hay 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 lắm. Coi coi, ở đây những có những cái bông hoa pha lê xanh nè. Wow, hoa pha lê hả? Ở trên mặt đất thì không có mấy loại hoa hiếm này đâu, nên chắc mình phải mang về đó. Bên đây có cái rương, một cây cung ultimate, một thanh kiếm tinh gỗ tinh thể hả? Gỗ pha lê chứ. Đường này coi, có vẻ đồ trong đây á, nó không có thực sự xịn á các bạn ơi. Đúng rồi, đồ trong đây chủ yếu là mấy cái đồ pha lê hả? Một cái hoa pha lê vàng. Ê, cái bàn gì nè, cái bàn pha lê. Wow, một cái bàn chế tạo pha lê luôn. Ôi cái này về nhà xài là ngầu hết sảy luôn á. Tại vì chỉ có loại gỗ đặc biệt dưới này thì chúng ta mới có thể làm được cái bàn đó thôi. Ui và có một cái lò nung pha lê nữa nè. Đâu rồi? Lò nung pha lê đây 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 đây. Mình sẽ bị test cho các bạn xem luôn. Lò nung pha lê là wow, test thử luôn nè. Để lá vô có nấu không? Đó. Ồ, mình chỉ thấy cái chấm lửa thôi. Đã ghê luôn á.
Xịn thiệt sự các bạn ơi. Lấy về liền. Hướng này có mấy con beast này. Đạp ra. Rương này coi. Một cái quần. Và một con chuột. Quả trứng triệu hồi con chuột. Với cái quần này có mạnh không? Ôi nhưng mà quần màu mè hoa lá hẹ vậy. Ôi cái set đồ này mà full chất mặt tếu lắm luôn á. Nhìn màu mè cực luôn á. Coi coi có công thức chế tạo không nè. Ồ, được chế tạo từ những cái apicus feeder. Từ những cái cộng lông của con gì á, con bi cúp á các bạn ơi. Một cái rìu nè, cái xẻng lụm luôn. Mình sẽ cất mấy thứ mà mình nhặt được nãy giờ vô trong nha. Nãy giờ quá trời chặt chọi luôn. Cắt vô nè. Cưa thì mình sẽ để lại rồi một xíu mình còn dùng á. Hướng này coi còn không. Đập ra. Đập nó bạn gái ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Ý, đập nó, hay lắm. Đập cái spawner. Đập luôn. Wow, giờ được cô bạn gái bảo kê thích ghê luôn á. Lượm đồ mệt xỉu. Hướng này thì có vẻ hết rương rồi. À đây 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 đây, có một cái rương bên đây nè. Đập nó, đúng rồi, đúng rồi. Coi coi, lại một cái lò nung tiếp. Coi còn cái rương nào chứa mấy cái đồ màu mè hoa lá hẹ giống hồi nãy không ta? Có vẻ rất là xịn đấy. Nếu mà mình tìm dưới này không có thì chắc mình phải lên trên tìm cái vi cút feeder thôi. Ủa đây là con gì á? Quả trứng triệu hồi con gì á? Ủa chết rồi, mình triệu hồi ra cô bạn gái quýnh phát chết luôn rồi. Cô bạn gái mình hơi hung một xíu á, nhưng mà thôi kệ, đó là cách mà cô ấy bảo vệ mình mà, nên cũng phải chấp nhận thôi. Hình như nãy giờ mình đang đi lòng vòng thì phải. Hình như vậy rồi. Bắn tốc độ loot cho nhanh nè. Rao Picook hả? Hình như Picook là một cái con ở dưới thế giới pha lê này sao á. Hình như vậy rồi. Có quá trời mấy món đồ liên quan đến Picook nè. Ở Jin là con gì đây? Jin để mình triệu hồi ra. Ui, con gì quýnh mà nghe tiếng kiến bể tùm lum vậy? Đó đó đó. Ui vui tay nha. Ở đây là một cái ván. Hết rồi. Có vẻ ở đây hết đồ rồi. Có chuột. Chuột mình chỉ cần đi ngang thôi. Cô bạn gái tự biết phải làm gì. Bên đây là một cái nón thôi. Cái nón là không lấy đâu. Chỉ có vậy thôi hả ta? Ok thôi, nãy giờ khám phá dưới này cũng lâu rồi. Bây giờ mình sẽ trở lại cái chỗ mà mình vừa mới xuất phát nhá. Ủa đâu mất tiêu rồi ta? Chết rồi, lạc rồi. Ủa cái chỗ mình mới xuống là chỗ nào vậy? Ủa ở đây nó còn có một cái tòa tháp nè. Ê. Ủa mà chết. Chưa chưa chưa, không được không được. Cô bạn gái của mình đâu rồi? Ủa giờ chết rồi, cô bạn gái mình quên mất, quên mất. Mình dịch chuyển á, cô bạn gái sẽ không có đi theo kịp các bạn ơi. Lúc đầu mình xuống ngay chỗ nào ta? Chỗ này khó nhìn quá à. Ở đây coi. Mình không nhớ rõ lúc đầu mình xuống ngay vị trí nào nữa. Hình như quanh quẩn đâu đây thôi hả? Ngó dưới coi cô bạn gái đâu rồi. Chết rồi, đi lạc bạn gái rồi. Ừ đúng rồi nè, lúc đầu mình xuống ngay đây hay sao á. Coi coi cái lỗ nãy mình đào ở dưới đâu rồi. Và thế giới này có mấy cái nàng tiên nữa cơ. Ui chị. Ui mình lỡ tay đạp phát chết nàng tiên rồi. Không biết mấy nàng tiên này có quýnh mình không nữa. Nhưng mà giờ thì mình sẽ đi xuống dưới để tìm cô bạn gái xíu nha. Rồi khi nào tìm. Ui trời, mấy con mối. Rồi khi nào mình tìm được cô bạn gái thì mình sẽ trở lên trên lại nha các bạn. Chết rồi, đi chơi mà để lạc bạn gái chứ. Đúng là núp mà bó tay luôn á. Ô mình nhặt được thêm một cái quần màu mè hoa lá hẹ nữa nè. Nhưng mà tự nhiên mình quên mất là không được dịch chuyển xa quá. Tại vì dịch chuyển xa quá cô bạn gái đâu có đi theo kịp đâu. Một cái quần màu mè hoa. Ủa cái ủng màu mè hoa lá hẹ được enchant luôn. Một cái con beast gì đó. Một cái pin somalai gì. Cứ nhặt tạm đi. Trời ơi sai lầm rồi. Nè Peacock Feeder nè. Cái này dùng để chế tạo đồ các bạn ơi. Nên mình sẽ giữ lại nhá. Ôi cô bạn gái mình đi luôn rồi. Đúng buồn luôn á. Chưa khám phá, chưa lấy được đồ xịn mà đã mất cô bạn gái rồi. Không phải mất mà bị lạc các bạn ơi. Mình hơi sơ suất một xíu á. Giờ mình phải tìm lại cái đường cũ. Coi coi cô bạn gái có đi theo mình không đó đã.
Chết chết mất. Với lại cô bạn gái đang sở hữu thanh kiếm 500 đam mà mình chế tạo rất là cực khổ đây. Giờ mà mất là hơi bị tiếc đó nha. Ấy, triệu hồi nàng tiên. Ok, triệu hồi vài nàng tiên mang về. Bởi vì mình sẽ triệu hồi gần nhà để cho mấy nàng ấy chơi chung với cô bạn gái của mình nha. Nhưng mà trước tiên cần phải tìm cô bạn gái trước cái đã. Ôi, cô bạn gái đâu rồi? Hy vọng là khi mà mình đi ngang á, nghe tiếng bước chân của mình thì có thể tiếp tục dịch chuyển theo mình chứ không thôi. Ê, Bi Cúc nè. Để coi Bi Cúc là... À, cái con này giống như con công vậy á. Ờ, con công. Con công. Ui. Không sao, không rơi ra Bi Cúc Feeder ta. Bi Cúc Feeder, gửi ra đi. Gửi ra... Thôi, nó chỉ rơi ra Bi Cúc Rao thôi. Ôi, như vậy là mình lạc cô bạn gái rồi. Ôi, đúng buồn luôn á. Đã vậy mình còn không có cái gương Ender để trở về nữa chứ. À, hay là bây giờ mình sẽ thử tự tử xem. Mình sẽ tự tử để trở về cái điểm spawn á. Như vậy thì chắc mình sẽ dễ dàng tìm được cô bạn gái hơn. Rồi, xuất hiện ở đâu đây? Đây là chỗ mình mới xuất hiện. Và một cái lỗ nãy mình đào xuống đâu nhỉ? Mình nhớ rõ ràng nãy có cái lỗ mà... Ui, cái ba lô mình đâu? Ủa, mình mất ba lô luôn rồi. Ây da. Mặc đồ Superman vô. Ủa rồi cái ba lô mình đâu? Ủa thường thường khi mà mình ngõm á thì nó sẽ rơi ra ba lô lại mà. Ồ, mất mấy đồ trong ba lô luôn rồi. Hơi buồn á nha. Có vẻ chuyến khám phá này không được may mắn rồi. Mất ba lô là mình mất cái nhìn trong bóng tối luôn rồi. Buồn thiệt sự luôn. Chưa có nhặt đồ gì hết mà mất tùm lum đồ. Rồi xong luôn, mất luôn cái ba lô con dơi luôn rồi. Giờ sao về ta? Mình để hết đồ trong cái rương Ender rồi mà mình đập vác nó nứt ra tình thất diệm tạch hết. Hồi giờ không có Enderman chứ cái play ấy để cho về á. Thôi xong. Bây giờ mình sẽ tìm một cách nào khác để trở về cái mọi người chứ. Khám phá thế giới này mình thấy không ổn vô lắm ấy, cứ xui xẻo thế nào á. Và bên đây nó có một cái công trình gì nè, để mình vô mình kiểm tra trước khi trở về nhá. Ôi, thế là mất cô bạn gái rồi. Hơi buồn á, tại vì đó là cô bạn gái gắn liền đồng hành cùng mình khá là lâu rồi, mình không muốn mất đâu. Trong đây có một cái giường nè, mình sẽ mang theo để có gì ngủ qua đêm. Energy thì không cần đâu. Ok, giờ mình sẽ tìm cách nào đó để trở về nhà nha các bạn. Chứ giờ đi lòng nhòng vậy nó cũng không phải là cách đâu. Ơ, và đây có cái rương gì nè, để mình loot note luôn coi. Trời ơi, đang định đi tìm đồ mà cứ rập rương. Thôi, né ra. Mấy con này thì không rơi ra đồ tốt chứ tí nào hết trơn á. Rồi, hẹn gặp lại các bạn khi mà mình có cách để trở về nhà nha. Mình vô tình phát hiện được một cái ổ mối các bạn ơi, giờ thì mình sẽ tranh thủ trở về nhà thôi. Thôi biết gì mà. Mình đừng có xin khám phá thế giới mối làm gì không biết nữa. Định đi khám phá một xíu thôi mà đã bị lạc cô bạn gái mất tiêu luôn rồi. Không biết cô bạn gái có về nhà trước không ta. Ui, qua đây không thấy cô bạn gái đây, hơi buồn rồi, đã vậy mất thêm cái ba lô nữa. Chuyện khám phá xui xẻo rồi. Thôi không sao đâu, giờ mình sẽ trở về nhà nè, để làm một vài thứ trước đi. Hiện tại trong con đồ của mình á, nó có một ít cái quả trứng triệu hồi ra những nàng tiên. Mình sẽ triệu hồi ra hết luôn. Wow, mấy nàng tiên nè. Xịn nha. Không biết có đi theo mình không ta. Có vẻ là không đi theo mình rồi, kiểu như mấy con mốp tự nhiên thôi à. Ok, không sao đâu. Bên cạnh đó mình có một ít trái táo crystal nè. Một xíu thì mình sẽ mang theo khi đi chiến đấu nha. Và đồ màu mè qua lá hẹ khi mình mặc vào thì nó cũng tạm ổn thôi. Mình có nhặt thêm được 7 cái nữa hả? 7 cái thì mình sẽ thử làm cái nón coi. Đây làm cái nón nè. Đó. Kết hợp với cái áo Superman nữa.
Yay, đây chính là một bộ đồ màu mè qua đá hẹ luôn, xanh đỏ tím vàng cái kiểu nha. Và coi coi, ơi giờ mình mới để ý nè, cái này nó rơi chậm như lông chim 10 lần các bạn ơi. Nè 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 nè, ôi rơi xuống cực kỳ chậm luôn á. Ui à, cái cây kinh nghiệm của mình nó cũng đã lớn rồi. Xịn thiệt sự, nhưng mà mấy cái lá cây nó đang bị rụng hay sao á? Đó đó đó, lá cây hình như đang bị rụng kìa. Kỳ vậy? Đó, và đó chính là những cái hạt kinh nghiệm mà cái cây này rơi ra đó các bạn ơi. Đó, những cái hạt đầu tiên đó. Và ban đêm mình đứng dưới gốc cây này, kinh nghiệm rớt xuống đầm đợp luôn á, lượm không kịp luôn. Vì là sắp tới mình có cái để chơi vào buổi tối rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. À, và chắc bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ là một cái đi, để cho nó trống trải một xíu, rồi chúng ta sẽ làm công việc tiếp theo nha các bạn. Mình đã dọn dẹp đồ xong rồi và hiện tại coi đồ khá là trống trải, thế nên bây giờ mình sẽ thử vận may một xíu nha. Mình sẽ lấy ra ba cái ngọc Ender nè, một ít vàng, một ít redstone, cũng như là một ít gỗ cái đã. Coi coi trong này còn gỗ không. Hình như là hết gỗ hay sao rồi. Ôi ôi, hên quá hên quá, xếp đồ vẫn còn, xếp đồ vẫn còn. Ui hên quá nha. Xếp nữa thì mất xếp đồ của hoàng gia rồi. Đây mình sẽ để ở đây để tránh trường hợp bị mất nữa. Bây giờ mình sẽ lấy coi coi gỗ đâu hết rồi ta. Hình như mình hết gỗ hay sao rồi. Ok lấy mấy cưa ra đây, cưa ít cái cây coi. Chứ giờ hết gỗ để xài rồi. Cưa nè 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 nè. Búp. Đó, chọi lõi luôn. Và giờ mình sẽ lấy gỗ thôi nhá, vứt hết mấy cái lá đi. À, với mấy cái gỗ này thì mình sẽ đổi hết ra ván và cho vô bàn chế tạo. Hình như hồi nãy mình có nhặt được một cái bàn chế tạo trong suốt thì phải. Nè 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 nè, bàn chế tạo trong suốt nè, đặt xuống. Wow, xịn thiệt sự. Và mình sẽ chế tạo theo công thức là ngọc Ender ở giữa, ván gỗ phía dưới nhá, redstone ở bốn góc giống như vậy, và cuối cùng là vàng ở trên. Và đây chính là Pandora Box, là những cái rương á mà mình nhặt từ những tập trước, nhưng mà nãy mình đi làm mất rồi, thế nên giờ mình sẽ chế tạo bù lại. Và mình đã làm được ra ba cái rương giống như vậy nhá. Giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thử vận may với ba cái Pandora Box thôi. Ừ, và cái này nghe đồn là nó có một vài cái rương á chứa lời nguyền hơi nguy hiểm, nhưng mà không sao đâu, càng nguy hiểm càng thích đó mà. Rồi giờ thì thử vận may nào. Cái đầu tiên, bà la bà la. Ủa, ui mở rồi mở rồi mở rồi. Bùm. Ơi, ui cái gì vậy, cái gì vậy? Ui nó trồng hoa, nó trồng hoa. Ủa nó đang xây cái gì kìa? Ủa nó đang xây cái gì á các bạn ơi, sao nó triệu hồi ra quá trời cừu vậy? Hình như nó đang cố xây một cái gì đó. Để bây giờ mình sẽ tham quan sát thử xem nhá. Chịu hồi ra nhiều cừu vậy? Đây là công viên cừu à? Công viên cừu xuất hiện từ một cái rương. Ui các bạn nhìn trên bản đồ kìa, nó xây nhiều cực luôn và trồng quá trời hoa. Ôi vậy sắp tới của mình được trang trí rồi nè. Xịn nha, đây là hình như chỗ chơi cho mấy bé cừu hay sao á, và rất nhiều hoa luôn nè, cực kỳ sặc sỡ luôn. Được được, cái đầu có vẻ khá là đẹp đó. Rồi giờ tới cái thứ hai nè, chuẩn bị rương ơi, mở ra mở ra. Ra cái gì đây? Ui chết. Ui ui đừng 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 có tăng. Ui nó tạo ra một cái hố rồi, mới xây đẹp mà. Trời ơi. Ui và nó còn tạo ra cụ hồng cơ. Đây là loài cừu cực kỳ hiếm nha các bạn. Wow, tạo ra cừu hiếm luôn. Ê, bé bò, bé bò. Rồi, bé bò lật gọng rồi. Ui, bắt đầu có điềm rồi nha, bắt đầu có điềm rồi đó. Để mình vứt mấy thứ không cần thiết trước đi. Hơi căng rồi đó nha. Rồi, làm tiếp nè, đây cái cuối cùng mình sẽ mở xa xa cái nhà mình, lỡ bùm một phát mất luôn cái nhà cũng như cái cây thì toang á. Ra ra người đường ở là chết đó luôn á. Rồi, một cái cuối cùng nè. Ra thật là nhiều đồ phép. Chuẩn bị chuẩn bị. Ra gì đây, ra gì đây? Ui cái gì vậy, gì vậy? Cái gì gơi tán loạn vậy? Ui nhấc bổng mình lên luôn kìa.
Mũi bé cụ cũng bị nhấc lên luôn. Rồi. Ồ, cái cuối nó dính một cái lời nguyền hất tung. Hất bé cụ bay lên tít lên trên, cứ xuống cái bẹp luôn. Trời ơi, em kỳ xui ghê luôn á. Em cụ vàng này không bị dính mà em cụ trắng đứng xa một xíu lại bị dính à. Trời, chắc em ấy đen á. Nên thôi, chắc tạm thời. Rồi mình sẽ lại cái cây này đó, và mình sẽ trang bị vô cái ba lô dơi đi, để có được khả năng nhìn trong bóng tối trước nha. Rồi, và coi coi kinh nghiệm có bắt đầu rơi xuống chưa. Hương hương thì buổi tối cái cây này nó mới ra nhiều kinh nghiệm các ông ơi. Đó 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 đó, mấy cái trắng trắng đó một xíu nó sẽ tạo thành kinh nghiệm á. Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Đó, chuẩn bị nè. Kinh nghiệm đâu, xuất hiện đi. Ủa? Ủa, nhớ lúc trước có kinh nghiệm mà. Ủa, kinh nghiệm đâu rồi? Gửi kinh nghiệm đi chứ. Ủa, kỳ ta. Hình như từ từ nó mới... Đó, 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 đó. Ý, đi ra chỗ người ta đang hết kinh nghiệm. Con game bay này. Nè 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 nè. Hạt kinh nghiệm đầu tiên, hạt kinh nghiệm đầu tiên. Hai hạt luôn. Wow, cái này đứng đây chơi cũng thích thú lắm á. Và cực kỳ đẹp luôn á, cái hiệu ứng nó rơi xuống á. Nè nè nè, kinh nghiệm đó nè. Đó, đây là cây kinh nghiệm thiệt nha các bạn, không phải giỡn đâu. Nó sẽ rơi ra kinh nghiệm khoảng vài giây á. Nó sẽ tự rớt xuống một cái chai. Và chúng ta chỉ cần đứng ở đây và lượm thôi. Đó, kinh nghiệm free mà. Giờ thì chắc mình sẽ vô trong này để ngủ một cái nha. Ờ, nhưng mà mình lại thấy thiếu một điều, đó chính là cô bạn gái mình nè. Ôi, mỗi bữa đi khám phá về á, còn có cô bạn gái đứng đây cầm viên kim cương nhìn mình, giờ thì ngủ có mình nè. Ê, tình luôn á, mình đã thử tìm nhiều lần rồi nhưng mà không có thấy cô bạn gái các bạn ơi. Ôi, mình cảm thấy thật là có lỗi á. Nhưng mà nó đã lỡ xảy ra rồi, đành phải chấp nhận thôi chứ sao giờ. Và giờ mình sẽ cất những thứ không cần thiết này đi, và trở lại với trận chiến với con rồng The King mà tập trước mình còn gian dở nha. Hy vọng rằng lần này mình đã có đủ sức mạnh để đánh bại nó. Trở lại nào, set đồ mình đã sửa xong xuôi hết rồi. Con rồng kia, nó vẫn còn 3.555 máu. Ui, toàn. Bây giờ đánh với con này mình có hai cách nhá. Thứ nhất là đem qua thế giới kiến nâu á, nhưng mà bên đó thì lần trước mình qua rồi, cực kỳ giật lát luôn, không thể nào mà ở bên đó lâu được đó. Thế nên mình phải bắt buộc triệu hồi bên thế giới này để đánh thôi à. Đánh nhau đi, đừng có tàn sát mấy cô bạn gái của tôi. Mấy cô ấy đâu có làm gì đâu. Con rồng khốn kiếp. Mình sẽ cưa mông con rồng này. Con rồng ấy. Một chắc phải mặc set đồ này vô rồi. Mặc set đồ này vô thôi. Chuẩn bị chiến đấu nè. Con rồng kia. Trả thù. Ok, bây giờ mình sẽ thử coi đánh với phần bụng rồi nó có dính sát thương không nhá. Mình đánh không tới. Được nè, 2 hit. Wow, đánh được. Nhưng mà mình nghĩ phải có một chỗ nào cố định mình lại á, để cho mình đừng có bị bật lùi chứ. Mà nó đánh tầm 2-3 hit nó bật lùi mình hoài là mình không thể nào gây đam cho nó được luôn á. Rồi giờ mình sẽ áp sát lại con rồng một cái nhá. Nè, ở đây có một cái chết núi khá là đẹp nè. Để bây giờ mình sẽ dụ con rồng lại đây để đánh nó nhá. Hy vọng là nó sẽ không có đẩy lùi mình nữa. Con rồng đừng có chạy, ta mới tìm được chỗ đẹp mà ngươi lại chạy rồi. Kỳ cục kẹo thiệt. Đứng lại. Coi ba lô này không có cái cung rồi. Mình chỉ đánh tầm gần thôi các bạn ơi. Ê, con này. Ủa sao giống cô bạn gái cũ mình vậy? Giống cực luôn. Đang bị kẹt, mình sẽ giải cứu cho tất cả các cô bạn gái này. Chạy đi, con rồng này sẽ tới tàn phá đây. Chạy đi cô bạn gái ơi. Chạy đi. Rồi, đứng ở đây nha, mình sẽ làm dấu lại. Mình sẽ tìm cách để trở lại đây và ha, chinh phục được cô bạn gái này. Girlfriend. Đây, mình sẽ lưu ở đây màu... coi đây có màu gì nổi bật không để mình dễ nhớ nè. Màu tím đi, rồi màu tím là cực kỳ nổi luôn. Con rồng kia đứng lại, ta chỉ mới đặt cái điểm, ngươi chạy đi đâu vậy? Con rồng này ưa nhông chơi lắm nha. Ui, nó tàn phá ngôi làng. Nó tung mình ra quá. Mình sẽ thử đứng ở dưới, ừ đúng rồi. Đứng dưới thấp cũng là một cái lợi thế đó. Mình sẽ ít bị đẩy lùi ra phía sau hơn. Con rồng kia, mình nên đứng ở dưới thấp thôi các bạn ơi. Rồi, áp sát lại nó.
đánh vô mông. Ui, ui chưa đánh vô mông được mà nó quýnh mình lùi một khúc luôn. Ây, cố lên, được rồi, 3.000 ba máu, ây. Con rồng này đúng là đối thủ ha, đáng gờm các bạn ơi, đánh lùi mình sao quá. Mình không thể nào mà, ây. Ui, phải chi mà mình có cái đôi cánh nha, có đôi cánh thì hay biết mấy luôn á, mình có thể bay lượn thì đánh rồng nó sẽ dễ hơn chứ. Dùng đồ Superman thì nó kiểu như đẩy lùi xa quá ấy, không có thoải mái tí nào hết. Rồi trở lại nè, đền tội đi, 3.001 máu, vậy là mình đang gây được một mớ sát thương cho nó rồi, tương đương với 1/2 thanh máu của nó. Giờ mình đang ở dưới một cái hố, đánh ta đi. Ây. Ui các bạn coi nó đẩy mình kìa, xa tít tới đằng này luôn. Sức mạnh của con rồng The King này thật là ghê gớm á. Nhưng mà không sao, mình sẽ cố gắng hết sức, tại vì mình muốn đánh bại con rồng này để trả lại sự yên bình cho thế giới. Chịu thua đi. Ui. Ngôi làng ơi, xin lỗi ngôi làng nha. Bắt buộc rồi, cái này tôi phải chiến đấu hết mình để à, không được không được, ta không để người tàn quán ngôi làng. No, đừng nha. Ngôi làng của chúng ta 3.000 máu rồi. Cố lên, 3.000 máu nữa thôi. 3 weeks later. Cố lên, 15 hit nữa. Nghe có vẻ hơi nhiều nhưng mà mình tin là chúng ta có thể làm được. Đừng có dịch chuyển như đây nè, đánh nhau như người đàn ông nè. Đúng rồi, mình sẽ đáp sát xuống một xíu. Cào cào cái gì lại đây, đánh nhau với ta. 1.400 máu. Cố lên, điểm tựa, ta sẽ lợi dụng điểm tựa. 1.003 máu, 1.002, 1.001. Cố lên. Đừng có chạy, con rồng kia. 1.000 máu. Gì, 10 hit nữa. Điểm ngược thôi. Cố lên. 900. Gần được rồi, chúng ta có thể làm được. Ôi trời, đánh không chúng. À, đây, có pho tượng. Mình sẽ lợi dụng. Ấy. Nó toàn đẩy mình ra khỏi pho tượng thôi. Rồi, chuẩn bị con quái vật biển chết nè. Không quấn quái vật biển à. Không đánh quái vật biển thì ta sẽ đánh người. Còn 800 máu. Ôi nó lên 900 lại rồi. Đó, các bạn thấy nó hồi máu nhanh chưa? Còn 800 máu nè. 8 ít nữa thôi. Nhưng mà đừng có chạy nha. Con này ganh ma thiệt. Chơi mà chơi chạy thôi. Giang ngồi chơi mà chơi chạy thiệt tình luôn á. Rồi nào, chiến đấu đàng hoàng nào. Người chạy ta sẽ tay le theo người. Chạy đi đâu, ta sẽ không cho người bỏ trốn. Người đã tàn phá thế giới này rất là nhiều rồi, ta sẽ đem lại công bằng. Đứng lại. Lại chạy nữa hả? Con rồng kia, come back, trở lại đây. Hey, chơi bỏ trốn à. Nó đang lợi dụng cái địa hình này để bỏ trốn và hồi máu lại á. Nhưng mà mình sẽ không cho nó thực hiện điều đó đâu. Rồi, con rồng. Nó lên 950 máu rồi kìa. Thiệt tình luôn á, tên nhanh mà. Ý, đại bỏ trốn nữa. Cây tiệt sự. Đâu rồi. Rồi, đây. Không được bỏ trốn, ta sẽ dí người đến cùng. Con rồng kia. Ui, có bồ cạp đâu ra vậy? Ui, bồ cạp định đổi với rồng à. Trời ơi, bồ cạp liều mạng thiệt. Ui, mình sẽ tiếp bồ cạp. Đúng rồi bồ cạp ơi. Hay lắm bồ cạp. Ui, nhờ bồ cạp mà mình đánh được 2 hit cơ. Đúng rồi, nhưng mà bồ cạp đã bị rồng ăn thịt rồi. Bồ cạp không phải là đối thủ của rồng. Mình cũng vậy. Nhưng mà mình sẽ cố gắng sử dụng hết sức chiến đấu của mình để đánh bại nó. Đâu rồi? Con rồng này ranh ma quá. Giận thiệt sự luôn ý. Chơi mà toàn là bỏ chạy không mà. Mấy cái giọt máu cuối cùng này nó đang bị quản hay sao? Nó toàn tìm đường nó chạy thôi chứ không chiến đấu như lúc đầu nữa. Lúc đầu nó sung như lắm luôn. Gặp mình nó dí nó ăn thịt mình các kiểu mà. Trời ơi, bắt mình cắn cái chết luôn rồi. Ủa, nó đang hồi máu rồi kìa. Ui đừng. Nó lên 1.900 máu rồi. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng đánh lại đến khi nào mà nó còn 900 máu giống như hồi nãy thì thôi nha các bạn. Ôi, nó lên 7.000 máu rồi. Con rồng này nó lỗi thiệt luôn ấy. Đánh gần chết thì nó lại hồi đầy máu lại. Các bạn có thấy công bằng ở đâu không?
không có một chút công bằng nào luôn ấy. Crazy Crab. Nhưng mà ít nhất cũng phải có một tí gì đó công bằng chứ. Đây là con mốp ha, mình thấy là không cân bằng một tí nào cả. Nên loại bỏ tính năng hồi một phát đầy máu của nó đi. Chứ nếu như vậy thì ai mà đánh bại được nó giống trong tình trạng này. Trong khi mình không áp sát được nó này, nó thì biết bay. Ăn thịt mấy con kia thì lại hồi đầy máu. Đây là một game không công bằng một tí nào hết cả. Ui, đánh 2 ngày 3 đêm còn 900 máu, giờ hồi phát ngồi 7.000 máu rồi ai mà đánh cho lại nữa. Thôi mất dấu rồi các bạn ơi, đánh một hồi cái nó bị mất dấu rồi. Với lại nó đã hồi được 7.000 máu rồi á. Ai, mình cũng không biết nói gì với cái con rồng đó luôn. Con zombie này đi ra chỗ khác. Và chắc bây giờ mình sẽ trở về nhà thôi, không có đánh đấm gì với rồng gì hết trơn á. Và trước khi ngủ một giấc á, thì mình sẽ đứng đây và tâm sự với các bạn một vài điều nhá. Ở trong cái phần chơi Crazy Crab này á, mục tiêu của mình là khám phá những cái vùng đất bí ẩn nè, đánh bại những con quái cực kỳ mạnh, và trong đó có cái con rồng The King. Nhưng mà một điều ở đây á, là mình cần phải có một cái mod hỗ trợ, đó chính là cái mod biến hình cơ. Chẳng hạn như là mình giết con bướm này đi, nó mình giết nó một phát như nè, là mình có được cái linh hồn và có thể biến thành con bướm đó và có được khả năng bay lượn của nó, đúng không? Nhưng mà ở đây thì mình không thể nào cài cái mod đó vô được, vì khi mình cài vào á thì nó sẽ xảy ra hiện tượng bị crash game, tức là bị văng game khi mà mình vào thế giới á. Thế nên mình bắt buộc phải chơi mà không có cái mod đó, và nó rất là khó khăn. Các bạn cũng thấy đấy, lúc đầu mình toàn là đi bộ mà có thể bay lượn đâu. Thế nên mình phải cố gắng chế tạo bộ giáp Superman để hỗ trợ cho mình trong việc bay lượn xung quanh và đi khám phá dễ dàng hơn đó. Nó phải bay như vậy nè. Và cái mod đó có một cái mấu chốt là khi mà mình đánh bại cái pho tượng hoặc là con play, nó sẽ cho mình khả năng bay lượn nè và giảm knockback đi rất là nhiều. Thế là mình có thể đánh bại được con boss. Nhưng mà ở đây con rồng The King nó không như vậy. Nó sẽ không cho mình áp sát ở cái hình dạng người này đâu. Thế nên dù mình có sở hữu set đồ mạnh cái nào, thanh kiếm mạnh cái nào đi nữa, thì mình vẫn không thể nào đánh bại được con boss đó. Mặc dù mình biết đó chính là con boss mạnh nhất trong thế giới Crazy Crab này rồi. Ôi, có vẻ này là một ngày không được may mắn cho lắm. Đi khám phá thì lạc bất của bạn gái, cái rương thì cũng bị vỡ nè, và đánh cái con rồng The King còn 800 máu thôi. Mình chỉ cần đánh 8 hit nữa là kết thúc, nhưng mà nó lại hồi một lần phát lên 7.000 máu. Các bạn có hiểu cảm giác đó không? Mình hy vọng rằng các bạn sẽ hiểu cảm giác đó và thông cảm cho mình nhé. Và cái phần chơi này thì mình nghĩ nên tạm dừng tại đây các bạn ơi. Mình sẽ tìm cách nào để vừa có thể cài được cái mod biến hình nè, vừa có thể chơi được Crazy Crab mà không xảy ra hiện tượng bị crash đó. Như vậy thì chúng ta mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ đánh bại con rồng The King cũng như là The Queen được. Bên cạnh đó còn con Mobzilla nữa cơ. Dù sao thì chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu vui buồn và thăng trầm trong thế giới Crazy Crab này rồi. Và chắc nó sẽ tạm dừng tại đây thôi các bạn ơi. Và mình cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt cái chuyến khám phá vừa rồi, và cũng như là đã lắng nghe những lời tâm sự của mình nãy giờ nhá. Ui, biết bơi được nhà quê mình nữa. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuyến khám phá khác nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.